Kết quả U23 Tajikistan 0-1 U23 Việt Nam, Quang Văn Chuẩn ghi điểm cực mạnh. Không quá khi nói thủ môn Quang Văn Chuẩn là 50% sức mạnh của U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Tajikistan với tỷ số xếp sau 1-0. Bàn thắng U23 Việt Nam, Nhật Nam, 47. Do đây là trận giao hữu để kiểm tra lực lượng, nên hai đội nhập cuộc khá cởi mở. Ngay những phút đầu trận, U23 Việt Nam đã có hai cơ hội có thể mở tỷ số, nhưng những cú dứt điểm của Quốc Việt đều thiếu chuẩn xác. Sau đó ở phút thứ 3, U23 Tajikistan đã có cơ hội đáp trả, nhưng cú sút của đội trưởng Sukrat đã bị thủ môn Quang Văn Chuẩn chặn đứng. Trận đấu diễn ra giằng co và phút thứ 9 đội chủ nhà suýt có bàn mở tỷ số, nhưng trọng tài đã cho rằng tình huống ấy đã rơi vào việt vị. Sau đó là một pha đáp trả của U23 Việt Nam, nhưng cú chuyền bóng của Vĩ Hào cho Bảo Long ở trong vòng cấm đã thiếu sự chuẩn xác cần thiết. Một pha tấn công của cầu thủ hai đội. Ảnh chụp qua màn hình. Trong 20 phút đầu, U23 Việt Nam là những người cầm thế trận và có nhiều pha triển pha tấn công hơn. Nhưng thực tế các chân sút của chúng ta đều chưa thể tận dụng được cơ hội của mình. Phút 36, thủ môn Quang Văn Chuẩn đã bay người trổ tài cứu nguy cho khung thành của U23 Việt Nam từ cú đánh đầu cận thành của Faroon. Đầu hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn là những người nắm thế trận. Phút 47, bàn thắng đã đến với đội bóng trẻ của chúng ta. Từ quả đá phạt ngoài vòng 16m50, Nhật Nam đã có cú sút xoáy đưa bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà. Bàn thắng này đến cũng có phần lỗi của thủ môn U23 Tajikistan. Bàn thua bất ngờ khiến các cầu thủ trẻ U23 Tajikistan càng nỗ lực dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng hàng thủ chắc chắn của U23 Việt Nam làm nản lòng chân sút bên phía đội bạn. Đặc biệt thủ thành Quang Văn Chuẩn đã có một trận đấu rất tốt. Khi anh đã không ít lần cản phá những cú dứt điểm của đối thủ cứu nguy cho khung thành của đội nhà. Niềm vui khi ghi bàn thắng của U23 Việt Nam. Cũng trong hiệp đấu này, ban huấn luyện của hai đội đã liên tiếp có những thay đổi về lực lượng hồng có thể tìm cho những gương mặt phù hợp nhất cho lối chơi của mình. Trong khoảng 10 phút, từ phút 55 đến 65, khung thành của U23 Việt Nam liên tục gặp sức ép từ phía đội chủ nhà, nhưng vẫn đứng vững. Phút 74, U23 Tajikistan đã sút có bàn cân bằng tỷ số khi thủ môn Quang Văn Chuẩn đã xuất tướng ra ngoài vòng 16m50, nhưng cú sút của Sukrat lại đưa bóng ra ngoài rất đáng tiếc. Sau đó anh này lại tiếp tục có một cú dứt điểm thiếu chuẩn xác ở phút 76. Về cuối trận, do đang dẫn bàn nên U23 Việt Nam chủ động chơi chậm lại hòng bảo toàn tỷ số. Bên cạnh đó, sự nóng nảy vì bị dẫn bàn đã khiến các cầu thủ U23 Tajikistan đã có những pha vào bóng khá ác ý với đội khách. Sức ép càng lúc càng dè nặng lên khung thành của thủ môn Văn Chuẩn, với những đợt tấn công liên tiếp của đội chủ nhà. Thắng chung cuộc 1-0, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu lượt về với U23 Tajikistan vào tối ngày 23 tháng 3. Sau trận giao hữu này, thực tế ban huấn luyện của hai đội đều sẽ có nhiều việc để điều chỉnh. Đặc biệt là ở khâu dứt điểm tấn công. Đội hình xuất phát: U23 Tajikistan, Safamat, Fakhridin, Khaida, Ramasho, Soruk, Tohijon, Ajitbek, Sukrat, Saripbek, Faridun, Merong. U23 Việt Nam: Quang Chuẩn, Văn Thành, Ngọc Thắng, Bảo Long, Văn Toàn, Công Đến, Văn Hữu, Nhật Nam, Quốc Việt, Ngọc Long, Vĩ Hào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.